Trên iPhone có một tính năng ẩn rất là hay, đó là tính năng thư giãn đầu óc với âm thanh tiếng suối. Và bên trong âm thanh tiếng suối còn có 5 cái âm thanh khác, anh chị có thể tùy chỉnh cho mình một cái âm thanh phù hợp. Trước tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị bật cái tính năng này lên. Đầu tiên á, thì anh chị vào trong một cài đặt. Sau đó anh chị vào trong một trung tâm điều khiển. Lúc này anh chị kéo lên. Anh chị tìm cái chữ nghe. Ở đây nó sẽ có một cái gọi là mục nghe. Anh chị bấm dấu cộng để thêm vào. Lúc anh chị thêm vào thì anh chị bấm trở về. Bây giờ thì từ trên trung tâm điều khiển anh chị vuốt xuống, anh chị sẽ thấy cái hình tai ở đây. Ở đây nó sẽ có cái âm thanh ở đây rồi. Và bây giờ thì em hướng dẫn anh chị cài nâng cao như sau. Anh chị vào trong một cài đặt. Sau đó mình vào trong một trở năng. Tiếp theo mình bấm vào âm thanh và hình ảnh. Bấm vào đây. Lúc này ở đây nó sẽ xuất hiện một cái gọi là âm thanh trong nền. Anh chị chọn vào và bật cái âm thanh này lên. Ở đây là cái âm lượng của âm thanh trong nền. Trong một âm thanh này nó sẽ có 6 cái âm thanh khác nhau. Anh chị nhớ là để tải những cái âm thanh này về thì anh chị điện thoại anh chị phải có mạng. Đây là tiếng ồn. Tiếng ồn cân bằng, tiếng ồn sáng, tiếng ồn tối, đại dương, mưa. Anh chị thấy nó đang tải về nè. Và suối. Và cái tiếng suối là cái tiếng nhẹ nhàng nhất. Các nhà nghiên cứu của Apple đã nghiên cứu ra những cái âm thanh này, đặc biệt là những cái âm thanh suối, giúp cho anh chị tập trung hơn, không sao nhãng với những cái tiếng ồn xung quanh. Anh chị thấy ở đây nó có một cái chú thích là phát âm thanh trong nền để che lấp tiếng ồn môi trường không mong muốn. Những âm thanh này có thể giảm thiểu sự sao lãng, giúp bạn tập trung, tĩnh tâm và nghỉ ngơi. Nghĩa là khi anh chị bật cái âm thanh nền này lên thì nó sẽ giúp cho anh chị đầu óc được thư giãn, được nghỉ ngơi thoải mái hơn, đặc biệt là dễ ngủ hơn. Đây là cái âm lượng của âm thanh trong nền. Và anh chị thấy hai cái âm lượng khác nhau. Đây là âm lượng với phương tiện. Nghĩa là khi mà anh chị nghe nhạc trên YouTube, anh chị nghe nhạc trên các ứng dụng nghe nhạc, vân vân, thì anh chị có thể bật cái âm thanh trong nền này lên để nó có thể vừa có tiếng suối, vừa anh chị nghe nhạc được luôn. Và hai cái âm thanh này nó hòa quyện vào nhau, anh chị nghe nó sẽ hay hơn. Và đây là cái chia sẻ của rất là nhiều bạn khi sử dụng cái tính năng này. Và đây là cái âm lượng, nghĩa là đây, ví dụ như đây là cái số 13, nghĩa là cái âm lượng của âm thanh nền, âm lượng của tiếng suối này chỉ có 13 so với cái âm thanh mà anh chị đang nghe. Ví dụ như 100%, 13% trên 100% thì cái âm thanh nó hòa vào nhau, nó du dương, nó nhẹ nhàng hơn. Ở đây nó có một cái mục gọi là phát mẫu, anh chị có thể chọn cho mình một cái âm thanh phù hợp. Anh chị bấm vào phát mẫu. Và khi mà cái âm thanh này được phát ra đó, anh chị có thể điều chỉnh cái âm lượng này lên xuống sao cho phù hợp với cái cảm nhận âm thanh của anh chị là được. Và cái âm thanh trong nền này nè, khi mà thoát ra, anh chị có thể bật tắt rất là dễ dàng bằng cách là anh chị vuốt từ trung tâm điều khiển xuống. Anh chị chọn vào cái lỗ tai, cái chỗ nghe, anh chị bấm vào đây. Anh chị có thể tự động điều chỉnh âm lượng ở đây. Anh chị có thể bật tắt ở dưới cùng ở đây. Anh chị muốn nghe thì anh chị bấm vào đây, bấm bật lên. Anh chị điều chỉnh âm lượng ở đây. Anh chị thay đổi âm thanh ở đây.
rất là đơn giản. Và kể từ bây giờ thì anh chị có một cái phím tắt, bật tắt ở đây. Rất là dễ. Anh chị muốn nghe cũng vậy, anh chị bấm vào đây. Muốn điều chỉnh âm lượng thì bấm vào đây, sau đó bấm tắt. Và khi mà tính năng này được bật lên, những lúc mà anh chị cảm thấy trong người không có sự thoải mái, những lúc khó ngủ, anh chị thử, anh chị bật cái âm thanh này lên thử xem. Anh chị sẽ tập trung hơn và anh chị sẽ cảm thấy là mình được thư giãn hơn. Đây là một trong những cái tính năng rất là hay, được nghiên cứu rất là tỉ mỉ và đạt được một cái sự thành công nhất định. Rất là nhiều khách hàng có cái phản hồi rất tốt về cái tính năng này trên iPhone. Video đến đây là hết. Em mong là qua cái video này, anh chị sẽ biết thêm một cái tính năng mới cực kỳ hữu ích trên iPhone của mình. Nếu thấy hay, anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả và quý khách trong video tiếp theo.